Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, kính thưa các bậc phụ huynh, thưa toàn thể các em học sinh thân mến. Lời đầu tiên, ban tổ chức xin gửi tới quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh, các em học sinh lời chào và lời chúc sức khỏe trân trọng nhất. Sau đây, xin kính mời quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh cùng toàn thể các em cùng hướng về sân khấu để thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng lễ kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Nét công nét
thằng Phát Hòa người dưng, người dưng. Thư Pháp ngả nghiêng ngả nghiêng, bầu dù tình người nặng tình quê. Thư Pháp vờn bay lắng nghe huyền thoại kể là trái xoan mận tôi chữ điền. Mận trời là cha, mận đất là mẹ, mận em trái xoan mận tôi chữ điền. Thư Pháp ngà năm núi cao sông dài, Phác Hòa mình nước non. Thư Pháp từ tâm nét công nét thằng Phác Hòa người dân. Nam, biển trời hôm nay xung vầy chung bao nam.
Việt Nam. Biển trời hôm nay rung về chung bao năm. Việt Nam trong tôi là ngàn khúc dân ca, nơi tôi sinh ra tự hào biết mấy. Máu đỏ da vàng, tôi là người Việt Nam. Dù đi năm châu, cho dù về nơi đâu, chiều trái tim này cũng hát chung câu Việt Nam. Máu đỏ da vàng, tôi là người Việt Nam. Đêm trời hôm nay rung về chung bao năm. Việt Nam trong tôi là ngàn khúc dân ca, nơi tôi sinh ra tự hào biết mấy. Máu đỏ da vàng, tôi là người Việt Nam. Dù đi năm châu, cho dù về nơi đâu, chưa chết tim này cũng hát chung câu Việt Nam. Tự hào lắm. Nắng mai sẽ tàn
quân trang vở miệt mài vẫn ghi tình thầy bao la ấm áp tình cha. Nắng mai sẽ tàn và ngày vẫn trôi, bát ngát tình thầy vẹn nguyện mãi thôi. Ơn thầy hôm nay nguyện mãi khắc ghi. Bên xưa chuyến đò tuổi xuân chớ quên, đất phân trang vở miệt mài vẫn ghi tình thầy bao la ấm áp tình cha. Nắng mai sẽ tàn và ngày vẫn trôi, bát ngát tình see you.
Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các thầy giáo cô giáo, kính thưa các bậc phụ huynh, thưa toàn thể các em học sinh thân mến. Có một nghề mỗi sáng mai thức giấc đã nặng nghĩa nặng tình về thế hệ mai sau. Có một nghề ngay từ trong suy nghĩ nhận trách nhiệm với đời, làm thầy của cả những bậc vĩ nhân. Tháng 11 về với bao thương nhớ, bao nỗi niềm bồi hồi xao xuyến. Có những người con mái tóc đã bạc theo năm tháng, vẫn chọn một tấm lòng kính yêu thầy cô giáo năm xưa, vẫn nhớ về những bài học làm người đầu tiên được thầy cô truyền dạy. Đó là truyền thống tôn sư trọng đạo từ bao đời nay của dân tộc Việt Nam. Bằng tấm lòng yêu người, yêu nghề, thầy cô chính là người dìu dắt các thế hệ học trò trên hành trình đi tới ước mơ. Sinh thời, Bác Hồ kính yêu của chúng ta cũng đã nói: vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích 100 năm trồng người. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng đã nói: nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý. Có thể thấy, sứ mạng cao cả mà những người thầy đang mang trên vai thật lớn lao. Xã hội luôn tin tưởng và tôn vinh nghề giáo, tôn vinh những kỹ sư tâm hồn tài đức đang cần mẫn trong sự nghiệp trồng người. Thực hiện hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lạc Sơn, được sự nhất trí của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thị trấn Vụ Bản, hôm nay, Trường Trung học Cơ sở Võ Thị Sáu long trọng tổ chức buổi lễ gặp mặt kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2018. Đến dự với buổi lễ hôm nay, Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các vị đại biểu khách quý. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Bùi Văn Lịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Tham dự buổi gặp mặt hôm nay còn có các đồng chí đại diện Hội khuyến học huyện, Hội chữ thập đỏ, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lạc Sơn, các ban ngành đoàn thể thị trấn Vụ Bản, các đồng chí đại diện Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, các ban ngành đoàn thể thị trấn Vụ Bản, các vị đại biểu khách quý, đại diện các cơ quan, công ty, doanh nghiệp trên địa bàn huyện, đại diện Hội cha mẹ học sinh nhà trường. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu các thầy cô giáo nguyên là cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đã từng công tác và nghỉ hưu tại nhà trường, tại hai nhà trường Trung học Cơ sở Vụ Bản và Trung học Cơ sở Võ Thị Sáu. Về phía nhà trường, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu thầy giáo Tô Anh Toàn, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường cùng toàn thể các đồng chí là cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng 421 em học sinh của nhà trường cũng có mặt đông đủ. Một lần nữa, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa đồng chí Bùi Văn Lịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy. Kính thưa tất cả các đồng chí đại diện cho các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong huyện. Kính thưa các đồng chí đại huyện cho Đảng ủy, Hội đồng dân, Ủy ban dân thị trấn Vụ Bản và các ban ngành thị trấn Vụ Bản. Kính thưa các vị đại biểu đại diện cho các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Lạc Sơn, các bậc cha mẹ phụ huynh của nhà trường. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo đã và đang công tác tại Trường Trung học Cơ sở Vụ Bản và Trường Trung học Cơ sở Võ Thị Sáu cùng toàn thể các em học sinh thân mến. Trong không khí nồng ấm nghĩa tình của ngày 20 tháng 11, Ngày Nhà giáo Việt Nam, lời đầu tiên tôi xin được nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo cùng toàn thể cán bộ, viên chức của nhà trường, những người đã và đang có những cống hiến quan trọng cho sự nghiệp trồng người dưới mái trường Trung học Cơ sở Võ Thị Sáu. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh thân mến. Dân tộc Việt Nam ta vốn có truyền thống tôn sư trọng đạo, bởi người thầy đã góp phần hun đúc lên tâm hồn người Việt qua các thời kỳ, là cầu nối của quá khứ với hiện tại và tương lai. Thời phong kiến, trong nước thang giá trị, nhà giáo xếp sau vua và trước cha mẹ, quân, sư, phụ. Với những vinh dự và trọng đại trách đấy, nhiều nhà giáo đã làm rạng rỡ non sông đất nước, như thầy giáo Chu Văn An, thầy giáo Lê Quý Đôn, thầy giáo Nguyễn Bình Khiêm. Nhân dịp này, thay mặt cho ban giám hiệu và toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh của nhà trường, tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Huyện ủy, Hội đồng dân, Ủy ban dân huyện, các cơ quan ban ngành trong huyện, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban dân thị trấn Bản, các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn huyện,
đặc biệt sự lãnh đạo sát sao của phòng giáo dục đào tạo, sự phối hợp ủng hộ cái hiệu quả của hội cha mẹ học sinh nhà trường đã giúp cho nhà trường hoàn thành nhiệm vụ và phát triển mạnh mẽ hơn trong những năm vừa qua. Hy vọng rằng nhà trường sẽ được tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giúp đỡ nhiều hơn nữa từ phía các cấp ủy chính quyền và các ban ngành đoàn thể của hội phụ huynh trong giai đoạn phát triển mới của nhà trường. Một lần nữa xin kính chúc các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, cán bộ viên chức, các em học sinh mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công. Chúc cho buổi gặp mặt kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam tràn đầy tình cảm và thành công tốt đẹp. Tôi xin thành cảm ơn. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh, để ghi nhận những kết quả và những thành tích của thầy và trò đã nỗ lực trong phong trào thi đua hai tốt, chào mừng 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam năm 1982, 20 tháng 11 năm 2018. Sau đây, thay mặt cho ban thi đua nhà trường, tôi xin công bố quyết định khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, phòng giáo dục và đào tạo Lạc Sơn, trường trung học cơ sở Võ Thị Sáu, số 20, quyết định trung học cơ sở Võ Thị Sáu, vụ bản ngày 19 tháng 11 năm 2018, quyết định của hiệu trưởng trường trung học cơ sở Võ Thị Sáu, huyện Lạc Sơn, căn cứ điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường trung học phổ thông có nhiều cấp học, ban hành kèm theo thông tư số 12/2011, thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Căn cứ quyết định 1738, quyết định Ủy ban Nhân dân ngày 20 tháng 7 năm 2018 về việc ban hành kế hoạch khung thời gian năm học 2018-2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Căn cứ công văn 478, Phòng Giáo dục và Đào tạo Lạc Sơn, kế hoạch cơ sở ngày 9 tháng 10 năm 2018 của Phòng Giáo dục Đào tạo Lạc Sơn về việc phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2018. Theo đề nghị của Hội Cha mẹ học sinh nhà trường, theo đề nghị của Hội đồng thi đua khen thưởng, quyết định điều 1 khen thưởng cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 với mức thưởng như sau. Một giải nhất với mức thưởng 150.000 đồng trên một tập thể. Hai giải nhì với mức thưởng 100.000 đồng trên một tập thể. Năm giải ba với mức thưởng 80.000 đồng trên một tập thể có danh sách kèm theo. Khen thưởng cho 10 cá nhân đạt nhiều hoa điểm tốt trong đợt thi đua chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 với mức thưởng 30.000 đồng trên một cá nhân có danh sách kèm theo. Điều 2, tiền thưởng trích từ quỹ Hội Cha mẹ học sinh nhà trường với tổng số tiền là 950.000 đồng. Như những cánh chim về đây bên nhau dưới ngôi trường này, từ bao năm hằng mơ ước thành người giáo viên hôm nay. Chàng giao ăn bên đèn khuya, em thao thức đã bao đêm, đàn em thơ mai ngày khôn lớn, tổ quốc đang mong chờ. Để biết bao người giáo viên nhân dân, những kỹ sư tâm hồn ươm mầm xanh ước mơ. Thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các thầy cô giáo, kính thưa các bác phụ huynh cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến, trong cái rét se lạnh của những ngày mùa đầu đông, lòng chúng em như ấm lại nhờ ngọn lửa yêu thương của thầy cô sưởi ấm. Biết nói gì đây trong ngày lễ long trọng này, ngày 20 tháng 11 năm 2018, kỷ niệm 36 năm ngày lễ hiến chương các nhà giáo, ngày hội của thầy cô. Lời đầu tiên, cho phép em thay mặt cho 421 các bạn học sinh trường trung học cơ sở Võ Thị Sáu xin được bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đến các thầy, các cô.
những người cha, người mẹ thứ hai đã luôn dành cho chúng em những điều tốt đẹp nhất. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các thầy cô giáo, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây. Từ thuở ấu thơ cắp sách đến trường, chúng em đã được thầy cô dạy dỗ những điều đó, những bài học đạo đức đầu tiên để giúp chúng em nên người. Dòng sông vẫn trôi, thầy cô luôn vững tay chèo và hết lòng vì thế hệ trẻ. Bao nhiêu người khách đã sang sông, bao nhiêu khát vọng đã vào bờ, bao nhiêu ước mơ thành sự thực. Liệu có ai sang bờ, biết ngoái đầu nhìn lại bến đò xưa, còn nhớ đến người lái đò thuở ấy? Dân gian ta có câu, nhất tự vi sư, bán tự vi sư, đã thể hiện lòng kính yêu đối với các thầy cô giáo. Bởi trên đời này, trên thế gian này, không có một vĩ nhân nào không qua bàn tay dạy dỗ và sự dìu dắt của người thầy. Để bao thế hệ học sinh lớn lên, trưởng thành, các thầy cô đã đánh đổi biết bao năm tháng thanh xuân, miệt mài trên bục giảng. Vì thế, đối với chúng em, những năm tháng tuổi thơ dưới mái trường, được các thầy cô dạy dỗ, rèn luyện là những ngày bình yên, đẹp đẽ nhất. Kính thưa các vị đại biểu, thưa các thế hệ thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các cháu học sinh thân mến. Dân tộc ta vốn có truyền thống coi trọng chữ nghĩa, triết lý, kho vàng không bằng một nang chữ là cơ sở cho ứng xử theo tinh thần tôn sư trọng đạo. Ngày 20 tháng 11 xuất phát từ một nhiệm vụ quốc tế đã dần chuyển thành một ngày hội truyền thống của nhà giáo Việt Nam. Thấm thoát đã 36 năm, ngày 20 tháng 11 đã khắc sâu vào tâm trí, tình cảm của mỗi người dân Việt Nam và trở thành ngày lễ tôn sư trọng đạo của dân tộc, là dịp để biểu dương những người dạy học và nghề dạy học, góp phần củng cố lòng yêu nghề của các nhà giáo. Đây còn là dịp để toàn xã hội thể hiện tình cảm, tri ân đối với các thầy giáo, cô giáo, hết lòng vì sự nghiệp chồng người, để thế hệ trẻ hiểu rằng dù xã hội có biến đổi ra sao, vẫn luôn có một ngày mà tất cả chúng ta đều hướng và tỏ lòng tri ân tới các thầy giáo, cô giáo. Trong chúng ta ngồi đây, ai cũng đã từng là học trò, tuy nhiên không phải ai cũng có hạnh phúc để trở thành thầy giáo, cô giáo. Quãng đời học sinh là quãng đời đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Những gì mỗi chúng ta có được như ngày hôm nay cũng chính là nhờ sự hun đúc từ việc học tập ở nhà trường, công dạy dỗ của các thầy giáo, cô giáo. Hôm nay, cá nhân tôi rất vinh dự khi được thay mặt cho Ban Thường vụ Huyện ủy gửi lời tri ân tới các thầy giáo, cô giáo trường Trung học cơ sở Võ Thị Sáu, ngôi trường chất lượng cao bậc trung học cơ sở của huyện, không phải chỉ với trách nhiệm của mình mà còn cả tấm lòng của một người đã từng là thầy giáo trong ngành giáo dục huyện nhà và hiện nay là phụ huynh có con đang học tại trường Trung học cơ sở Võ Thị Sáu. Nhân kỷ niệm 36 năm ngành nhà giáo Việt Nam và 25 năm thành lập trường, tôi trân trọng gửi tới toàn thể các thế hệ thầy giáo, cô giáo những tình cảm chân thành, sự kính trọng và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc các cháu học sinh chăm ngoan, học tập ngày càng tiến bộ. Nhân về dự gặp mặt kỷ niệm 36 năm ngày nhà giáo Việt Nam và 25 năm thành lập trường Trung học cơ sở Võ Thị Sáu, thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, tôi xin tặng lãng hoa của Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Sơn tới thầy và trò nhà trường của trường Trung học cơ sở Võ Thị Sáu. Kính thưa quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và các em học sinh, thay mặt cho tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh của nhà trường, xin cảm ơn những tình cảm của đồng chí Bùi Văn Lịnh. Thay mặt cho thầy cô giáo và các em học sinh nhà trường, chúng tôi xin hứa sẽ quyết tâm khắc phục những khó khăn. Thầy và trò trường Trung học cơ sở Võ Thị Sáu sẽ phát huy truyền thống đã đạt được, giữ vững danh hiệu mà nhà trường đã đạt được, đáp ứng được niềm mong mỏi của bà con nhân dân huyện nhà. Một lần nữa xin cảm ơn đồng chí và kính chúc đồng chí và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin thành cảm ơn.
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý, các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh thân mến, buổi gặp mặt 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2018 diễn ra trong không khí trang trọng, đầm ấm, trong sự quan tâm của các đồng chí Thường vụ Huyện ủy, các đồng chí lãnh đạo đại diện Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, thị trấn Vụ Bản, Phòng Giáo dục và Đào tạo Lạc Sơn, sự quan tâm của hội phụ huynh nhà trường, các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân, các thầy cô giáo là cựu giáo chức của nhà trường. Thay mặt lãnh đạo nhà trường, tôi trân trọng cảm ơn đồng chí Bùi Văn Lịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, cùng các đồng chí lãnh đạo các hội khuyến học. Trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Duy Thắng, lãnh đạo đại diện Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban dân thị trấn Vụ Bản. Trân trọng cảm ơn thầy giáo, cô giáo nguyên là lãnh đạo, giáo viên công tác tại nhà trường qua các thời kỳ. Trân trọng cảm ơn các cơ quan Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Lạc Sơn, Trung tâm Viễn thông Lạc Sơn, Bảo hiểm Xã hội huyện Lạc Sơn, Trường Trung học Phổ thông Lạc Sơn, các công ty doanh nghiệp. Trân trọng cảm ơn công ty đầu tư xây dựng Mỹ Phong, công ty trách nhiệm hữu hạn Như Lộc, công ty trách nhiệm hữu hạn Phương Bắc, công ty trách nhiệm hữu hạn Phương Trung, công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Thành, công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Sơn, hội cựu giáo chức trường trung học cơ sở Vụ Bản, các phụ huynh học sinh các lớp 9A, 9C, 8B. Trân trọng cảm ơn các em học sinh khóa học 2017-2018 đã đến tặng hoa chúc mừng nhà trường. Cảm ơn các em học sinh nhà trường năm học 2018-2019 đã có những bó hoa tươi thắm chúc mừng thầy trò nhà trường. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, trước sự quan tâm của cấp Đảng ủy, các ban ngành, sự phối hợp của các lực lượng xã hội, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường luôn đoàn kết nhất trí, quyết tâm thi đua, dạy tốt, học tốt, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2018-2019. Tập thể thầy và trò nhà trường Trung học cơ sở Võ Thị Sáu nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bùi Văn Lịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, luôn phấn đấu giữ vững danh hiệu lá cờ đầu về chất lượng giáo dục đào tạo của huyện Lạc Sơn, đáp ứng niềm tin, sự mong mỏi của các em học sinh và phụ huynh nhà trường. Buổi lễ gặp mặt 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2018 đã khép lại. Một lần nữa, xin được kính chúc quý vị đại biểu khách quý mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Kính chúc các thầy cô giáo lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, năng động, sáng tạo, góp phần vào sự nghiệp chồng người, vẻ vang của huyện nhà. Chúc các em học sinh của nhà trường luôn chăm ngoan, mạnh khỏe, học giỏi, xứng đáng là con ngoan trò giỏi, cháu Bác Hồ kính yêu. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, kính thưa các thầy cô giáo và các em học sinh thân mến, buổi lễ gặp mặt 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam diễn ra trong không khí đầm ấm, tình cảm và chan hòa niềm vui. Và sau đây, ban tổ chức xin trân trọng kính mời các thầy giáo, cô giáo, các vị đại biểu khách quý sẽ lên sân khấu chụp ảnh lưu niệm cùng với thầy trò nhà trường và tham quan cảnh quan nhà trường. Xin trân trọng kính mời.